Nằm trong cánh cung đá vôi Bắc Sơn, Ngân Sơn, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn có nhiều hang động đẹp có thể khai thác để phát triển du lịch. Hang Thầm Hoay là một trong những hang động lớn ở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn. Thời kháng chiến chống Pháp, đây là nơi cất giấu vũ khí của quân đội ta. Hang đã được đầu tư xây dựng hệ thống bậc thang lên xuống và tạo mặt bằng 3 tầng với tổng diện tích hơn 9.500 m². Cùng với sự tôn tạo của con người, đến nay hang vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên. Trong hang có nhiều nhũ đá, hoa văn lộng lẫy với nhiều hình thù khác nhau. Nếu như được đầu tư, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho những người thích khám phá hang động và trải nghiệm cuộc sống của người dân. Qua quá trình thì về phát triển kinh tế thì cũng sau này thì lúc đấy cũng rất là rậm rạp, nhưng bây giờ thì trong cái khu vực này là cũng có gọi là một cái lân, thì cũng một số bà con thì cũng vào đây canh tác, thì chủ yếu là trồng lúa, rồi là làm ao trồng ngô cơ bản trong lân này, rồi là các cây ăn quả như cây quýt. Nếu như hang Thầm Hoay vẫn còn chưa được nhiều người biết đến, thì hang Canh Tao nằm trong điểm du lịch sinh thái suối Mỏ Mắm, xã Chiến Thắng lại là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong mấy năm gần đây. Hang nằm trong dãy núi đá vôi ở thôn Hoan Trung, đầu nguồn suối Hoan Trung, Ngà Hai, cách quốc lộ 1B khoảng 800 m. Với chiều dài 300 m, đây là hang động có hệ thống nhũ đá tự nhiên khá phong phú. Phía ngoài cửa hang vẫn giữ được vẻ nguyên sơ với thảm thực vật đa dạng. Càng vào trong, cảnh quan càng kỳ vĩ với vô vàn các loại thạch nhũ. Đặc biệt trong hang có dòng suối trong vắt chảy ra, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Cảnh quan rất là đẹp, là khi được đi vào trong hang là có cảm nhận được cái không khí rất mát mẻ và những dòng suối rất là trong lành. Từ tháng 4 cho đến là đầu tháng 10 thì ở đây đón rất là đông khách du lịch tham quan từ trong các huyện thị của tỉnh Lạng Sơn, rồi là Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang và một số tỉnh lân cận kéo về đây rất là đông. Vùng núi đá vôi Bắc Sơn có nhiều hang động lớn vào bậc nhất ở nước ta, khoảng 60 hang, trong số đó các nhà khảo cổ học đã phát hiện được di tích người tiền sử. Đây là nguồn tài nguyên về di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học đang được tỉnh Lạng Sơn quan tâm bảo tồn và phát huy để phát triển du lịch bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.